tiếp tục cập nhật và chia sẻ cho các bác về một trong những cái trang web mà bản thân em đang tham gia và đang kiếm được cái số lượng Satoshi của cái đồng BTC hoàn toàn là miễn phí. Và ở trên cái video ngày hôm nay em lại tiếp tục hướng dẫn dành cho những bác nào mà chưa biết đến cái trang web này. Hiện tại thì cái trang web này nó vẫn còn khá là uy tín, và khi các bác rút tiền thì tiền nó về rất là nhanh nhá. Chúng ta chỉ cần ấn rút tiền thôi là tiền nó đã về rồi. Có rất là nhiều bác có hỏi em là ở trong cái phần rút tiền ấy, khi mà các bác ấn vào rút tiền nó báo là vòi này không đủ cho giao dịch này, thì các bác có thể quay lại hôm sau hoặc là hôm sau nữa để các bác rút. Bởi vì nó giống như là một cái tài khoản ngân hàng, một tuần nó chỉ lạp vào là 5 triệu. Khi mà chúng ta lạp hết rút hết 5 triệu đó thì chúng ta lại phải đợi tuần sau. Đấy, nó cũng giống như là ở trên cái trang web này, nhiều người tham gia rút thì cái ngân sách của nó bị hết, thì nó phải đợi, nó lạp vào, sau đó chúng ta lại rút tiếp nhá. Trước khi vào hướng dẫn và cập nhật cho các bác về cái trang web này, thì video này nó sẽ có hai nội dung em muốn chia sẻ cho các bác. Nội dung đầu tiên là hướng dẫn các bác là cách để chúng ta có thể kiếm được thật là nhiều số lượng Satoshi của cái đồng BTC ở trên cái trang web ngày hôm nay. Cái phần thứ hai là em sẽ chia sẻ cái mã code để các bác có thể nhận được 2.000 cái đồng token OLX ở trên cái nền tảng Honor TapTap nhá. Như các bác có thể thấy thì ở đây là cái ví Forecast Bay. Khi chúng ta tham gia những cái trang web kiếm BTC, TRX hay là kiếm đồng Son mà em chia sẻ cho các bác, thường thì chúng ta sẽ rút về cái ví điện tử Forecast Bay này. Bởi vì sao? Bởi vì cái ví Forecast Bay này nó cho chúng ta lạp những cái đồng coin rất là nhỏ thôi. Giả sử chúng ta chỉ có tầm mấy trăm Satoshi thôi đó, ở trên cái trang web, ví dụ như là các bác kiếm BTC chẳng hạn, thì chúng ta có thể rút luôn được về cái ví Forecast Pay. Nhưng mà khi các bác mà rút về những cái sàn khác thì nó cần phải có một cái số lượng coin nhất định, giả sử như là từ 10 đô trở lên chẳng hạn, quy ra đủ 10 đô trở lên nó mới cho chúng ta rút nhá. Ở đây thì em đã rút, hiện tại số dư của em đang có là 17 đô. Và từ cái ví Forecast Pay này các bác có thể chuyển lên sàn bán, ví dụ như là lên sàn Honor, Binance, Huobi để các bác có thể bán rất là dễ dàng nhá. Rồi bây giờ em sẽ quay sang cái trang web ngày hôm nay em cập nhật chia sẻ làm sao để các bác có thể kiếm được thật là nhiều cái số lượng Satoshi của cái đồng BTC nhá. Đây em sẽ sang này. Ở đây thì hiện tại cái số lượng coin của em bây giờ đang có ở đây, như các bác có thể thấy, em đang có là 45.000 token, tương đương khoảng độ là 784 Satoshi của cái đồng BTC. Và tí nữa em sẽ hướng dẫn các bác rút hết. Để kiếm được cái số lượng Satoshi này, các bác ấn vào mục phần dấu 3 gạch, kéo xuống ấn vào mục phần Forecast ở đây cho em nhé. Cái trang web này thì chúng ta không kiếm được nhiều đâu, thật sự là như vậy. Để mà kiếm được tầm vài chục, kiểu như là vài chục triệu hoặc là vài trăm triệu, kiểu như là kiếm được cái số lượng BTC nhiều ấy, thì không có. Chúng ta chỉ cần kiếm được tầm vài chục đô thôi. Đó, vài chục đô hoặc là vài đô ở trên cái trang web này. Mỗi một ngày chúng ta bỏ ra một khoảng thời gian để chúng ta có thể kiếm thêm, chứ kiếm được nhiều trên cái trang web này thì mất rất là nhiều thời gian. Đây là em chia sẻ thật. Đó, lâu lâu em chia sẻ thêm cho các bác về một những cái trang web để các bác có thể kiếm thêm được một chút ít. Các bác có thể tích dần dần rồi nó sẽ được nhiều nhá. Ở đây thì cứ trong vòng 4 phút thì chúng ta sẽ điểm danh ở đây. Đó, các bác kéo xuống bên dưới này, nó sẽ có mã Atibot này, em sẽ nhập lần lượt nhá. Ví dụ như là đây, lần lượt này, mau thò này. Đó, sau đó các bác điểm danh, kiểu như là điểm danh mã captcha ấy, chúng ta sẽ ấn vào đây. Chọn cái nào mà nó bị ngược ấy, ngược đầu nhá. Đây có cái con này này. Đó, ấn một phần very. Đấy, như vậy là em đã nhận được ở đây là 65 token rồi. Rất là đơn giản thôi, và tương tự cứ trong vòng 4 phút, hết 4 phút chúng ta lại quay trở lại đó, chúng ta lại điểm danh. Cái phần thứ hai đó là phần selling này. Đây các bác để ý, đây là cái phần selling nhá. Có tận 169 cái lượt selling. Cái số này thì chúng ta có thể nhận được lên tới là 39 token này, 39.000 token nhá. Rồi các bác kéo xuống này, bên dưới này rất là nhiều, thì các bác có thể ấn một phần claim đây. Trong vòng là 522 giây chúng ta claim xong thì chúng ta sẽ nhận được là 250 token. Ở cái mục này thì em hướng dẫn các bác thì nó sẽ mất một cái khoảng thời gian khá là dài, nên là các bác có thể tự ấn vào đây để chúng ta có thể claim nhá. Đấy, rất là nhiều ở đây, các bác có thể kéo xuống này, 350, 200, 310 đây để các bác có thể nhận. Tiếp theo là cái mục PTC hay còn gọi là quảng cáo. Ở đây thì các bác có thể xem những cái quảng cáo này để các bác có thể nhận thêm. Ví dụ quảng cáo này trong vòng 30 giây chúng ta sẽ nhận được là 91 token.
Đây em sẽ ấn vào đây này. Hôm nay nó lại báo là nó bị chặn quảng cáo. Đấy, hôm trước thì em xem được, có một hôm em xem được nhá, có hôm nay thì nó lại chặn. Cái điện thoại của em nó kiểu bị sao ấy, cứ lâu lâu nó lại chặn các bạn. Em xem trên máy tính thì nó rất là ok, nhưng mà xem ở trên điện thoại thì toàn bị chặn quảng cáo. Tôi không biết em cài đặt vào cái phần nào ấy. Các bác thử xem quảng cáo xem có được không nhá, hay là do điện thoại của em phải đi khởi động lại, đi reset lại. Đấy, ấn vào toàn bị chặn thôi. Đấy là cái phần mà xem quảng cáo nhá. Đấy là những cái mục mà em chia sẻ để các bác có thể kiếm được cái số lượng token ở trên cái trang web này. Đấy, nó có 3 phần nhá. Thứ nhất là forecast này, thứ hai là selling và thứ ba là PTC. Rồi bây giờ em sẽ ấn vào hướng dẫn các bác rút tiền. Hiện tại thì em đang có là 45.946 token. Thì bây giờ em sẽ, đây các bác để ý này, có 785 Satoshi của đồng BTC. Em sẽ ấn vào phần withdraw này. Đây withdraw đây nhá, là mục rút tiền. Các bác sẽ vào sao chép cho em cái địa chỉ ví Bitcoin, sau đó các bác dán ra đây cho em địa chỉ ví Bitcoin ở bên cái ví Forecast Pay này này. Đấy, các bác ấn vào phần hình người này, ấn vào phần nạp và rút ở đây cho em, kéo xuống chọn BTC, ấn vào mục phần deposit. Đây sao chép cho em cái địa chỉ ví này nhá. Rồi các bác thấy chưa, sao chép đây. Các bác để ý này, là chỉ cần một đồng Satoshi thôi là các bác cũng có thể làm được đấy, nhỏ lẻ nhá, nó nhận rất là nhỏ lẻ luôn. Rồi tiếp tục, đây các bác dán ra đây nhá, đây các bác dán ra đây này, hiện tại em đã dán rồi. Sau đó các bác ấy, hôm nay nó báo đỏ này, nó báo đỏ hình như là hết rồi sao, hay à còn 30 31% mà thử xem rút xem được không nhá. Những cái nào mà nó báo 100% này này là rút phát ok luôn, còn những cái nào mà nó báo đỏ đỏ này kiểu như là nhiều người rút quá ấy, nhiều người rút quá không biết có rút được không, em sẽ ấn vào mục rút nào. Nó sẽ có hai hình thức rút ở đây, thì đa số toàn rút về forecast pay nhiều. Nếu mà rút BTC không được thì em có thể rút qua USDT. Bằng đó của em nó sẽ được khoảng độ là 0, gọi là 0,5 đô đi, rơi vào 10.000 Việt Nam đồng nhá, 10.000 Việt Nam đồng. Đấy, mỗi một ngày kiếm 10.000 cũng dễ mà nhỉ. Và xem video một lúc, đấy, điểm danh một lúc kiếm được khoảng độ là mấy chục cái số lượng xu này đổi ra BTC, phải không? Cũng được 0,5 đô. Rồi bây giờ em sẽ kéo xuống ở bên dưới này nhá. Em sẽ ấn vào đây này, chọn đây. Sau đó em sẽ ấn withdraw nhá, thử xem nó báo thành công hay không. À ok nhá, đây báo Suret này, báo Suret nhá. Thì chứng tỏ hiện tại ngân sách nó vẫn còn. Đấy các bác thấy chưa, hiện tại ngân sách nó vẫn còn nhá. Nó báo 31% thì vẫn còn 31% để chúng ta có thể rút. Đấy em rút cái thôi là nó đã báo thành công rồi. Bây giờ em chỉ cần sang kiểm tra thôi, xem cái số lượng Satoshi này của em nó đã được chuyển về chưa. Thường những các bác nào mà rút nó báo là vòi này không đủ cho giao dịch này thì các bác có thể quay lại vào ngày mai hoặc là ngày kia nhá. Chứ các bác yên tâm, cái trang web này nó không vấn đề, nó không rút được tiền là không có đâu. Đấy, chỉ sợ chúng ta không kiếm được thôi. Ví dụ hôm nay không rút được thì mai ngày kia chúng ta quay trở lại để chúng ta có thể rút nhá. Rồi em quay trở lại này, em kiểm tra nhá. Đây kiểm tra kéo xuống bên dưới này này, nó sẽ có phần lịch sử. Đây các bác thấy chưa, như vậy là 785 Satoshi của đồng BTC ở trên cái trang web nó báo đã nhận được rồi. Đấy rất là nhanh nhá, khi mà chúng ta rút trong vòng chỉ tầm 1 giây thôi là cái số lượng Satoshi này của chúng ta nó đã được chuyển về rồi. Thì cho thấy đây là một trong những cái trang web đến cái thời điểm bây giờ nó rất là uy tín, và hơn nữa các bác có thể tham gia kiếm hoàn toàn là miễn phí này. Min rút rất là thấp và khi rút tiền tiền nó về cực kỳ là nhanh. Dành cho những bác nào mà có thời gian rảnh rỗi thì các bác có thể tham khảo cho em nhé. Em rất hay đánh giá những cái trang web dạng như này bởi vì kiếm nó rất là hay. Kiếm được nhiều hay kiếm được ít không quan trọng, quan trọng là chúng ta rút nó phải uy tín, phải không? Rồi, thì trên đây là cái video ngày hôm nay em chia sẻ về cái phần đầu tiên, đó là cập nhật cho các bác về cái trang web kiếm BTC hoàn toàn là miễn phí. Còn bây giờ em sẽ sang cập nhật cho các bác về cái mã code ở trên cái nền tảng Honor Tap Tap của ngày hôm nay nhá, để các bác có thể nhận ngay cho mình được là 2.000 cái đồng OLX. Đây em sẽ sang này. Các bác đăng nhập vào cái nền tảng Honor Tap Tap nhá. Sau đó các bác để ý này, nó sẽ có cái phần đó là phần daily code, có nghĩa là cái mã code của ngày hôm nay. Các bác sẽ ấn vào đây cho em. Rồi các bác sẽ nhập cho em này. Ở đây thì nó sẽ là 3487 9513 và 762. Thì bây giờ các bác sẽ nhập cho em này.
Đầu tiên là 3, 4, 8, từ từ, 3, 4, 8, 7, ok. Đấy, nó báo lên tích rồi nhá, 9, 5, 1, 3, 9, 5, 1, 3. Rồi tiếp tục 7, 6, 2, 7, 6, 2. Rồi như vậy là em đã nhập thành công và em nhận được là 2.000 cái đồng Onus ở đây, OLX ở đây. Thì các bác nhập theo em, các bác vẫn nhận được cùng nhá. Các bác nhập theo em, các bác vẫn nhận được cùng. Nên là các bác nhập đi. Đối với những bác nào mà không có thì các bác có thể nhập theo em bằng cái mã code này để chúng ta có thể nhận. Đó là cái phần mà em chia sẻ. Ngoài ra đối với các bác có thể là ấn vào đây click để các bác có thể nhận thêm được cái số lượng đồng OLX ở đây, hoàn toàn là miễn phí nhá. Đấy, 56 này. Mục tách này là cái phần làm nhiệm vụ. Đấy, các bác có thể vào đây làm một số các nhiệm vụ để chúng ta có thể kiếm thêm. Farmy là cái phần để chúng ta có thể check. Cứ trong vòng là 4 tiếng thì chúng ta sẽ vào đây. Đây, cái mục Farmy đây này. Đó, các bác ấn vào mục Farmy đây cho em. Đấy, em lại tiếp tục claim. Nhận được là 221. Xong lại ấn vào đây này để cho nó tiếp tục khai thác nhá. Rồi, sau khi mà các bác đã nhận được rồi, bây giờ các bác muốn rút thì các bác sẽ ấn vào đây để các bác rút. Thì để rút được chúng ta cần phải có cái ví Onus nhá các bác nhá. Các bác sang cái mục wallet này. Đấy, liên kết đầy đủ cái ví Onus rồi. Sau khi mà liên kết thành công xong thì các bác sẽ quay trở lại đây. Các bác sẽ ấn vào đây để các bác có thể rút này. Đấy, ấn vào đây này. Sau đó các bác ấn mục phần max rồi chúng ta có thể rút. Đó, ấn max này. Sau đó các bác ấn mục phần withdraw. Đấy, rất là đơn giản thôi mà em cập nhật cho các bác về cái mã code của ngày hôm nay để các bác có thể nhận ngay cho mình được là 2.000 cái đồng OLX ở đây, hoàn toàn là miễn phí. Rồi thì cái video này của em kết thúc ở đây nhá. Ngày hôm nay em cập nhật thứ nhất là về cái trang web kiếm BTC, thứ hai là về cái mã code ở bên cái nền tảng Onus TapTap. Bác nào mà không hiểu thắc mắc gì, các bác có thể kết bạn qua Zalo, em sẽ hướng dẫn. Em xin chào tất cả các bác nhá.